Dạ vâng, em Tư xin kính chào tất cả anh chị đã xem và theo dõi kênh Bếp Tối của em Tư. Hôm nay em Tư sẽ vào bếp nấu món cá sông kho với nghệ. Cái này là những loại rau ở nhà của em Tư trồng rất sạch. Em Tư mời anh chị vào bếp cùng em Tư nhé. Sau khi em Tư ướp được 15 phút thì em Tư bắt lên bếp để nấu nha anh chị. Đây là nước màu, em dùng đường em đã thắng sẵn rồi, giờ em thêm nước màu vào nhé. Vậy là em Tư đã chuẩn bị xong món cá sông kho nghệ. Bây giờ